Imsama phản bội vương quốc cổ đại, giới hạn sức mạnh của Uranus Xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em quay trở lại với Top Manga Chapter 1060 quả thật đã mang đến rất nhiều thông tin gây sốt cho người hâm mộ Sau nhiều lần giấu nhẹm về nhân thân và sức mạnh của Imsama, nhân vật bí ẩn bậc nhất One Piece Cuối cùng, Oda cũng đã tiết lộ thêm một chút thông tin về kẻ đứng đầu chính phủ thế giới hiện tại trước đó thánh Oda chỉ cho Im-sama xuất hiện trong hai chapter là 906 và 908 nhưng theo một cách không thể mơ hồ hơn khi các fan chỉ được nhìn thấy bóng lưng của Im mỗi lần nhân vật này xuất hiện cùng với đó là đôi mắt tròn xoe và một sở thích thưởng hoa bắt bướm bọn mình đã từng cho rằng Im-sama có phong thái của một phu nhân công tước anh em ạ nhưng cảm giác đó đã hoàn toàn thay đổi khi Oda cho trào sân sức mạnh kinh khủng của nhân vật này trong chap 1060 khi ngày im của chúng ta nắm trong tay một thứ vũ khí cực kỳ nguy hiểm và trở thành đối tượng bị tình nghi số một trong sự kiện diệt vong của vương quốc Lulusia cách đây ít ngày. Sự kiện được cho là có thể gây ra một cơn thịnh nộ cho ông trùm cách mạng Mankini Dragon đáng kính. Cùng với sự bàng hoàng và tiếc thương của toàn thể dân chúng thế giới đối với người anh hùng Sabu, hay còn được mệnh danh là Viêm Đế đã châm ngòi cho công cuộc chiến đấu vì tự do tại những quốc gia có áp bức và bất công trong năm 1054. Và ngày hôm nay, trước tính chất nghiêm trọng của sự việc trên, đội hình thám tử không chuyên của tòa soạn Top Manga xin gửi đến anh em những nhận định về hai đối tượng tình nghi vô cùng nguy hiểm này, Imsama và Uranus. Một thông báo đến từ vũ trụ cho hay, giả thuyết này có thể không được xác nhận trong một thời gian ngắn, nhưng cũng có phần thuyết phục. Anh em hãy chuẩn bị tinh thần comment bên dưới nhé. Nào, bắt đầu thôi. Số 1. Imsama là một hoàng thân trong vương quốc cổ đại. Trong bài truyện One Piece, cụm từ vũ khí cổ đại đã được Ngũ Lão Tinh nhắc đến trong chapter 395 khi năm ông già được cho là kẻ đứng đầu chính phủ tại thời điểm đó, đối chất cùng tiến sĩ Clover bên dưới cây tri thức. Cụ thể, qua lời Ngũ Lão Tinh, nếu nhà ngươi giải mã Poneglyph, ngươi có thể hồi sinh vũ khí cổ đại và đưa thế giới đến hiểm họa diệt vong. Thậm chí nếu ngươi không có ý đồ xấu xa, sẽ có khả năng kẻ khác lợi dụng để làm điều tương tự. Và đó là lý do chính phủ đã phải giáo giết tìm kiếm và tiêu diệt những kẻ hiếu kỳ về thế kỷ tám 800 năm trước. Và cũng theo lời chân chối cuối cùng của giáo sư Clover, học giả được tôn kính nhất vùng đất Ohara trước khi ông bị kết liễu trong chép trên. Chúng ta đã được tiết lộ rằng trong thế giới One Piece còn có một vương quốc khổng lồ hùng mạnh đã từng tồn tại. Thế nhưng quốc gia này cùng với lịch sử của nó đã hoàn toàn bị xóa sổ trong một cuộc xâm lược lớn được gây ra bởi khối liên minh của 20 quốc gia khác, được cho là tiền thân của chính phủ thế giới hiện tại. Thế nhưng kể từ chap 395 này, thành Oda vẫn chưa tiết lộ thêm bất cứ thông tin nào khác về cái tên của Vương quốc Thịnh Vượng này, cái được cho là điều quan trọng nhất nắm giữ chìa khóa tới mọi vấn đề. Nhưng thông qua Nico Robin, cô gái có ước mơ tìm ra lịch sử thật của thế giới và phát hành một quyển sách lịch sử có thể vượt qua tờ báo Morgan. Trong làng truyền thông One Piece, chúng ta đã được Oda tiết lộ thêm nhiều thông tin liên quan đến vũ khí cổ đại Cụ thể qua cuộc nói chuyện giữa Robin và vua Neptune trong Chap 650, chúng ta đã biết được rằng cách đây rất lâu đã từng tồn tại một thứ sức mạnh có khả năng phá hủy cả thế giới này và chúng là ba vũ khí cổ đại được đặt tên theo những vị thần Pluton, Uranus và Poseidon. Pluton chính là vũ khí được nói đến đầu tiên trong One Piece và cũng ít bí ẩn nhất ở thời điểm của Chap 1060. Giờ thì Frankie mau đưa cho bọn ta bản thiết kế của con tàu chiến khủng khiếp nhất thế giới, vũ khí cổ đại Pluton. Trong cuộc nói chuyện giữa Frankie và CP9 ở chap 352, chúng ta đã được tiết lộ rằng đó là một chiếc tàu chiến khổng lồ với sức mạnh cực kỳ bá đạo và vị trí hiện tại của nó được xác nhận là nằm ngay tại vương quốc Wano trong chap 1055. Đừng biết đến muộn hơn nhưng cũng không kém phần nổi tiếng chính là Poseidon. Đó chính là một nàng tiên cá mang trong mình năng lực giao tiếp và ra lệnh cho các con vua biển và cũng đã được xác nhận chính là công chúa của vương quốc Ryogu hiện tại, Sira Hoshi trong chap 649. Còn Uranus, bên cạnh tên gọi được tiết lộ lần đầu trong chat 650, thì Oda vẫn chưa tiết lộ nhiều thông tin về nó. Điều duy nhất chúng ta được Oda cho biết về Uranus có lẽ là sức mạnh của nó, không khác nhiều so với Poseidon và Pluton, chính là siêu năng lực có thể phá hủy thế giới. Thêm một chi tiết thú vị nữa, sau nhiều cuộc viếng thăm và năn nỉ vất vả, bọn mình đã được chị Google tiết lộ rằng, Sida Hoshi vẫn chưa biết được thân phận và sức mạnh thật sự của mình, mặc dù năng tiết cả xinh đẹp của chúng ta đã thức tỉnh nó từ chat 612 và Blue hiện đang nằm tại vương quốc Wano cổ đại dưới chân ngọn núi Fuji. Hay nói một cách không khác gì mấy, hiện tại Blue chưa được thức tỉnh và Poseidon vẫn chưa đạt tới sức mạnh tối thượng. Điều đó cho thấy thứ vũ khí đã xóa sổ vương quốc Lulucia trong chap 1060 mới nhất rất có thể là Uranus và nó đang được sở hữu bởi Imsama và chính quyền thế giới. Và trong giả thuyết của bọn mình, Imsama có thể từng là hoàng thân của vương quốc cổ đại và đó là lý do Imsama có thể kích hoạt được Uranus trong chap 1060. Có một chi tiết được vua tiết lộ trong chapter 649 rằng Joy Boy chính là một con người sống trên đất liền trong thời kỳ thế kỷ trống. Và theo bọn mình, đất liền đó chính là Red Line. Hay nói một cách khác, vương quốc cổ đại từng tồn tại trên Red Line, lục địa duy nhất trong thế giới One Piece. Và có thể, thánh địa Mary Joy ngày nay chính là thủ đô của quốc gia hùng mạnh này. Cũng trong chap 649 này, Robin đã từng nhắc đến lời hứa của Joy Boy với công chúa tiên cá cổ xưa và bọn mình cho rằng Joy Boy và vương quốc Ryugu từng là đồng minh với nhau. Do có thể, trong cuộc chiến sống còn từng diễn ra trong lịch sử, Joy Boy đã vay mượn sức mạnh Poseidon từ công chúa tiên cá và thay vào đó chính là một lời hứa nhưng ông chưa thể thực hiện được. Và như chúng ta đã biết thì con tàu khổng lồ Pluton được chế tạo tại thành phố Water Seven và hiện đang nằm tại Wano Quốc. Điều đó chứng tỏ đây chính là sản phẩm trí tuệ của con người của liên minh những quốc gia sinh sống bên ngoài Redline. Vì vậy, Vương quốc cổ đại từng tồn tại trong lịch sử chỉ sở hữu sức mạnh của Uranus và điều đó đã khiến họ trở nên hùng mạnh nhất trong tất cả các quốc gia trên thế giới. Có thể cũng giống như Odin, j Boy cũng đã từng có một chuyến ra khơi vĩ đại để tìm hiểu về thế giới và đó cũng là lý do ông biết về Pluton và Poseidon. Hai thứ vũ khí được nói đến nhiều nhất trong các phiến Poneglyph đã được giải mã xuyên suốt bộ truyện. Vương quốc cổ đại do Im Sama thao túng sau khi Choi Boy rời đi đã bước vào một thời kỳ hưng thịnh thật sự và họ muốn thôn tình các quốc gia khác làm tùy tùng cho mình. Hay là cách khác, họ đã gây ra những cuộc xâm lược lớn bằng sức mạnh của Uranus và kết quả sau cùng các quốc gia khác đã đầu hàng và trở thành quốc gia đồng minh của chính phủ thế giới ngày nay. Và cuộc chinh phạt đó kéo dài 100 năm hay chính là thế kỷ trống mà chính phủ muốn che giấu suốt mấy trăm năm qua. Và nếu giả thuyết này là đúng, thì cuộc xâm lược đó chính là những phần bất lợi trong lịch sử mà chính phủ thế giới muốn che giấu bấy lâu nay. đều đã được tiết lộ bởi tiến sĩ Clover trong chap 395, vì đó là một hành vi đáng xấu hổ trong lịch sử trị vì của 20 quốc gia tự xưng mình là hậu duệ của đấng sáng tạo thế giới. Và như đã phân tích trước đó, Joy Boy đã mượn sức mạnh của Poseidon và Pluton và lãnh đạo các quốc gia bên ngoài Red Line chiến đấu với Imsama và 20 đồng minh. Và trước sức mạnh của Uranus, phe J Boy đã bại trận. Số 2 giới hạn sức mạnh của Uranus. Lại lại những gì đã được Oda tiết lộ về ba thứ vũ khí cổ đại này, chúng ta có một phát hiện thú vị như sau. Trong nhật ký hải trình của Odin được nói đến trong chác 967, Poseidon chính là một nàng tiên cá có thể giao tiếp và ra lệnh cho các con vua biển. Và thứ năng lực được cho là tiếng gọi của vị thần cai quản đại dương này đã được truyền lại trong dòng máu của nhiều thế hệ công chúa của vương quốc Ryugu sau mỗi 100 năm. Và đó là một sức mạnh tự nhiên được truyền lại cho những người được lựa chọn còn pluton chính là một con tàu khổng lồ mang một sức mạnh có thể hủy diệt thế giới và như chúng ta đã thấy bản thiết kế con tàu huyền thoại này đã được truyền lại qua nhiều thế hệ thợ đóng tàu tại thành phố water 7 cho tới khi bị frankie tiêu hủy xét về bản chất pluton được truyền lại qua các hiện vật trong thế giới one piece có 3 điều không thể bị ngăn cản chính là sự kế thừa ý chí sự chuyển giao của thời đại và giấc mơ của loài người phải chăng Oda đã gửi gắm sự chuyển giao của thời đại qua sự tái sinh của công chúa tiên cá sau mỗi 100 năm và giấc mơ của loài người thông qua sự giữ gìn bản thiết kế của con tàu Pluton qua nhiều thế hệ. Và phải chăng sự tồn tại của Uranus chính là sự kế thừa ý chí của những kẻ tự cho mình là chúa trên đỉnh Red Light. và ý chí của đi chính là thứ vũ khí duy nhất có thể chống lại Uranus. Thêm một chi tiết thú vị khác, trong dòng thời gian One Piece, qua lời của cựu thủy sư đô đốc Sengoku trong trang 957, chúng ta đã được biết là trên thế giới từng có một hòn đảo tên God Valley và sau biến cố vua hải tạc Gondi Roger và phó đô đốc Gap đánh bại bằng Rocks thì nó đã bốc hơi không một dấu vết. Và mới đây nhất trong chap 1060, chúng ta đã được chứng kiến sự biến mất của vương quốc Lulucia trước một thứ sức mạnh chưa được Uda xác nhận nhưng đó có thể là Uranus. Nhưng rõ ràng, đây là hai hòn đảo có xuất hiện trên bản đồ thế giới. Có thể giới hạn sức mạnh của Uranus chính là nó chỉ có thể tấn công và phá hủy những hòn đảo mà chính phủ biết vị trí cụ thể của nó. Còn đối với những hòn đảo ẩn mình như Wano cổ 800 năm trước hay di động như Zu thì Imsama không thể sử dụng quyền năng của mình. Còn đảo người cá được cho là nằm ngay bên dưới thánh địa Marichoy thì cũng là một cách ẩn mình đúng không anh em? và nếu anh em còn nhớ đến những thông tin trong nhật ký hải hành của odin thì đây là ba nơi lưu giữ ba phiến rponicle có thể dẫn tới hòn đảo cuối cùng Raptel. và rõ ràng J Boy đã để lại trên hòn đảo cuối cùng một bí mật rất lớn có thể xoay chuyển cục diện thế giới và vì vua này rất hiểu sức mạnh của uranus nên đã đặt các phiến rponicle tại những nơi mà uranus không thể phá hủy được bởi lẽ tất cả những bí mật to lớn của thế giới đều được đặt ở đó như những gì Odin đã viết trong nhật ký hài hành ở chap 967. Chúng tôi đã khám phá ra mọi điều về thế giới, chúng tôi đã biết được thế kỷ trống, chúng tôi biết được ý nghĩa của cái tên đi, biết được về vũ khí cổ đại. Sau cùng, trong những giả thuyết trên, bọn mình cho rằng trong 100 năm của thế kỷ trống, sau khi rời vương quốc cổ đại, Joyboy đã có một công cuộc truyền bá về tiến bộ công nghệ của vương quốc cổ đại đến các quốc gia ngoài Redline. Tuy nhiên sau cùng, chính phủ thế giới đã xóa bỏ tất cả dấu vết mà ông để lại trên từng quốc gia trong suốt thế kỷ trong đó. Và như thường lệ, cuối video là chuyên mục dành cho anh em nào yêu thích tranh. Bọn mình mở một shop bán tranh One Piece và nhiều anime manga khác. Anh em có nhu cầu để có phòng ngủ hay góc làm việc và giải trí của mình thì hãy inbox ngay vào fanpage OV Manga Anime Shop để đặt hàng. Link mình sẽ ghim ở phần mô tả. Video tới đây là hết rồi. Cảm ơn anh em đã xem hết video. Nếu thấy hay, hãy dành tặng cho Top mangam một cái like, share và đăng ký kênh. Và đừng quên để lại bình luận của anh em về giả thuyết của bọn mình về Imsama và Uranus nhé. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.